Với 7 phiếu thuận và 2 phiếu chống, Ủy ban chính sách tiền tệ MPC của Ngân hàng Trung mương Anh BOE đã nâng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm từ 4,5% lên 5%, mức cao nhất kể từ năm 2008 và đợt nâng lãi suất này cũng ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 2. MPC cho biết có nhiều thông tin đáng chú ý trong các số liệu gần đây cho thấy tình hình lạm phát sẽ kéo dài hơn nữa. Các chuyên gia kinh tế trước đó dự đoán BOE sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm lên 4,75% Mặc dù các thị trường tài chính ngày 22 tháng 6 cho rằng xác suất BOE đưa ra mức tăng 0,5 điểm phần trăm là gần 50% sau số liệu lạm phát cao hơn dự đoán được công bố ngày 21 tháng 6, Trước khi quyết định trên được đưa ra, BOE gần như không phát đi tín hiệu gì cho thấy ngân hàng này đang cân nhắc mức lãi suất 0,5 điểm phần trăm. Quyết định nâng lãi suất của BOE được đưa ra sau khi ngân hàng trung ương châu Âu ECB tuần trước đã tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm lên 3,5% và các ngân hàng trung ương của Thụy Điển và Na Uy cũng đã có động thái tương tự trong ngày 22 tháng 6. BOE vẫn giữ nguyên định hướng chính sách tiền tệ đã đưa ra trước đó. Theo đó, nếu có bằng chứng cho thấy áp lực lạm phát sẽ kéo dài lâu hơn, ngân hàng này có thể sẽ cần phải thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa.